Hồ Ngọc Hà, tôi chắc chắn sẽ không làm đám cưới. Dù đang sống rất hạnh phúc với Kim Lý nhưng nữ ca sĩ cho biết bản thân cô sẽ không làm đám cưới vì không thích điều gì quá trọn vẹn. Hồ Ngọc Hà vừa ra mắt MV mới Gặp Đúng Lúc Yêu Đúng Người. MV được quay tại Đà Lạt với sự tham gia của ông xã Kim Lý và hai con Leon, Lisa, cùng các học trò trong chương trình The New Mentor. Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, tác giả ca khúc cho biết anh lấy cảm hứng sáng tác từ câu chuyện tình yêu đẹp của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đúng lúc, đúng người. Về phía Hồ Ngọc Hà, ca khúc này cũng tạo cảm hứng cho cô, không chỉ về giai điệu, tiết tấu mà còn ở cả nội dung. Thời gian qua, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý được khán giả tò mò về việc sẽ tổ chức đám cưới. Thẳng thắn trả lời về việc này, nữ ca sĩ cho biết chắc chắn sẽ không tổ chức đám cưới. Tôi rất sợ những thứ quá trọn vẹn vì sợ sẽ có gì không hay xảy ra. Tuy nhiên tôi và Kim Lý sẽ kỷ niệm 7 năm yêu nhau vào năm sau. Tôi có từng đọc trong một cuốn sách rằng cứ mỗi 7 năm của từng cặp đôi thì sẽ có sự biến chuyển. Nếu bước qua được 7 năm đầu tiên bên nhau là một thành công rất lớn. Vậy nên có thể sẽ không có đám cưới nhưng một buổi lễ kỷ niệm tưng bừng không kém gì đám cưới thì sẽ có, nữ ca sĩ tiết lộ. Hồ Ngọc Hà cũng dí dỏm cho biết sẽ làm cho tới ở buổi lễ kỷ niệm này. Nữ ca sĩ sẽ đầu tư hẳn 10 bộ quần áo để thay đổi trong suốt buổi lễ. Chia sẻ thêm về ca khúc mới, Hồ Ngọc Hà nói việc để cả nhà cùng đóng MV lần này như một kỷ niệm đẹp, vừa để kỷ niệm tình yêu, vừa để lưu giữ lại tuổi thơ cho các con bên bố mẹ. Do Hồ Ngọc Hà là nhân vật chính nên gần như có mặt xuyên suốt các cảnh quay. Vì thế Kim Lý và bố mẹ nữ ca sĩ hỗ trợ cô chăm sóc hai con để cô toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. Hồ Ngọc Hà cũng không quá áp lực bởi thành công của Cô Đơn Trên Sofa thành công vào năm ngoái. Dù các bài hát thất tình sẽ được chú ý hơn vì dễ chia sẻ với nhiều người, tuy nhiên nữ ca sĩ cho biết vẫn muốn hát về hạnh phúc. Cô mong muốn sau một năm dài, vào những dịp sum họp cuối năm, khán giả sẽ cảm nhận được sự trọn vẹn, viên mãn khi nghe ca khúc mới này. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!